Nếu bạn có nhu cầu mua app, hãy đến với sungsikeo.vn. Sung app Free Fire giá rẻ uy tín, hiện tại đang giảm giá 50% tất cả các vòng quay. Và đặc biệt là tỷ lệ mà anh em nổ hũ trúng 19.000 kim cương còn dễ hơn anh em kiếm người yêu trong mùa đông này. Hãy đến với sungsikeo.vn. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo nha. Và ngày hôm nay thì Kẹo xin chúc anh em cuối tuần vui vẻ nè. Wow, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một trận rank trên đảo quân sự Ethernet. Ôi ôi, một bạn đầu tiên rất là dễ rồi nạ, lên bảng đếm số luôn anh em ơi. Wow, welcome. Yeah. Ê, từ từ anh em ơi, làm sao mà các bạn ở dưới các bạn manh động thế hả? Ê, kìa. Nào, làm sao, đầu Joker đúng không? Ui, chú Hề à? Chú Hề thì lại cũng lên bảng đếm số rồi nha. Yeah, và hiện tại thì Kẹo đang có một cái combo đấy là AN94 này, MP40 này, thêm một cây shotgun mini M1873 nữa. Hình như là đúng tên rồi. Đấy, bởi vì là Kẹo chơi Free Fire đã khá là lâu, 3 năm nay rồi. Và welcome mọi người ơi. Yeah. Ê, còn ai nữa không ta? Ôi, có giảm thanh rồi nhưng mà chưa có trang bị được vào đâu hết á. Cơ bản là không có súng, có thể là ép được nòng súng. Ui, cái vãi ở trên nhà ma. Quậy nhà ma vỡ đầu. Yeah, tuổi gì bạn ơi. Và hôm nay thì Kẹo mặc cái bộ trang phục cứ phải gọi là áo hổ vằn cơ anh em ơi. Nhưng mà ăn mặc kiểu lả lơi luôn ạ. Mái tóc xanh này anh em nghĩ sao? Hay là Kẹo nhuộm tóc xanh cái anh em nhá, cho nó kiểu rực rỡ này. Wow, được không? Được không? Nhưng mà tôi không để cái mặt trắng trắng phò phò kia đâu anh em. anh em nghĩ sao? Yeah. Hiện tại thì mình đã nhuộm đen được từ khoảng là nửa tháng rồi và ê, mình vẫn thích kiểu tóc màu á. Anh em xem, ví dụ tôi nhuộm màu xanh anh em ok không? Vote ngay bên dưới phần comment nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều ạ. Đây, ngày hôm nay xem như nào, khô máu quẩy gọi là cần cả mát luôn anh em ơi. Mục tiêu thì vẫn là 10 kill top 1 thôi nha. Và cố gắng kiếm headshot nhiều nhất có thể luôn. Để tăng cái tỷ lệ headshot không anh em lại bảo là Nào làm sao, úi dồi ôi, tí vỡ đầu nhẹ. Ui vai cả trượng, dễ vỡ đầu luôn này. Bảo rồi không nghe cơ, khổ lắm cơ. 5 kill rồi EZ game mãi trưởng ra. Mới có 2 phút đầu game thôi, wow. Như vậy thì ngày hôm nay mình nghĩ là nếu mà chơi ok có thể kiếm được tầm khoảng hơn 10 kill ấy nhở. Được VL luôn các bạn ơi. Và anh em ơi, hiện tại thì Kẹo có làm thêm một cái kênh mới tên là Sĩ Kẹo TV. Và mọi người hãy nhớ đăng ký kênh Sĩ Kẹo TV ủng hộ cho Sĩ nha. Cái link kênh thì Sĩ sẽ để bên dưới phần bình luận nha. Ok luôn, let's go, 5 kill rồi nhẹ nhàng vãi cả trưởng ra và Bữa nay thì mình để cho cái bom keo lên trên thử test xem là có dựng bom keo nhanh được hơn không. Với lại thì tập cái bom keo ngồi mà anh em bảo á. Được chưa anh em? Xa dần những cánh tay, xa dần những bước chân. Thế điện, vỡ đầu luôn. Ôi ôi, vãi chưa, thế nào chứ? Các bạn ngày hôm nay các bạn chơi game thế nào chứ? Để Sĩ toàn vẩy đầu thế này. Thế đi hỏng. Hỏng hết bánh kẹo rồi anh em ơi. Nào, wow, welcome. Và không thể có ai đâu nhỉ. Ở đây thử coi nào. Ui vãi, cái gì đấy hả? Bạn ơi, cái gì đấy hả? Ôi, EZ game, ui, nữa hả? Này, làm sao vỡ đầu. Ui ôi, hôm nay tôi bắn như kiểu lên thần vậy anh em ơi. Ui ôi, cái này giống kiểu như là cao thủ nhập rồi anh em ạ. Sợ quá cơ. Yeah, 8 kill luôn. Vãi trưởng chưa? Ok. Thì hiện tại là Kẹo mới chỉ có một trái bom keo thôi. Vì thế nên là chúng ta phải làm như nào để kiếm thêm keo thôi anh em ấy. Có một trái là chơi game không có bỏ à. Wow. Nào. Ê, ông công. Nào làm sao? Ui. Chạy đi em ơi. Ui rồi. Dẫu ngày mai, năm rộng tháng dài. Cứ chạy đi em ơi. Ê đâu? Đây à? Ui ồ. Nào. Ngồi đấy để làm cái gì? Ui vai cả. Ui. Có mỗi xíu máu. Được VL em ơi. Thằng này nó gài mìn, nó chơi mình anh em ạ. Nó gài bẫy luôn, sợ vãi. Ok đây. Hôm nay thì với những cái check nhạc nó lại cứ du dương này. Vâng, giải trí cuối tuần nhá. 9 kill rồi. Wow, vỗ tay cho Kẹo đi anh em ơi. 9 kill nhá. Ok, cố gắng nào. Yeah. Bò nghịch chơi xíu. Thì chúng ta có thể là có thêm được túi máu này.
5 túi máu mình nghĩ là thế thôi. Thế cũng đã ổn rồi, bởi vì là mình sẽ cố gắng kiếm thêm được nhiều đạn nữa cơ mà. Yeah, trang bị thì mình vừa đổi từ cây shotgun M1873 qua cái cây nỏ anh em ạ. Yeah. Được không? Được không? Được không? Yeah. Nào. Wow. Ê, hình như là kia rồi, thấy rồi. Anh em ơi, có một thế này ở trên nhá. Ê, lượm thính à? Rồi, cứ bình tĩnh mặt ơi. Riêng kẹo thì kẹo không có vội đâu nha. Nào. Lượm thính đúng không? Ồ, cứ bình tĩnh anh em ơi. Đến gần vuốt headshot cho nó dễ, chứ còn ở xa quá thì vuốt headshot kiểu gì nào. Này, chạy đi mày. Ui ôi, chạy này 10 kill. Wow. Đấy anh em ơi, hay là hôm nay mình sẽ phá kỷ lục. Ui, 11 kill rồi. Phá kỷ lục OB24 của sĩ kẹo rồi nhá. OB24 như là cái trận đấu mình nhiều kill nhất là 16 kill. Hôm nay cố gắng phá kỷ lục luôn cho nó rực rỡ nha. Và nếu như anh em thấy video kẹo hay, đừng quên là để lại cho video một lượt like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhá. Ok, nhấn chuông để nhận được thông báo khi mà kẹo đăng video mới nhất nè. Thank you mọi người. 10 trái bông keo rồi. Ôi, nãy gặp quả thế nên ship bông keo nên là nhiều bông keo quá xá luôn anh em. Yeah. Ê. Vắng đấy. Không thấy thanh niên nào luôn. Wow. Yeah. Anh em chỉ kẹo xíu nhá. Ui, lượm thêm mấy cái ống thở anh em ơi, để có thể là vừa chạy vừa bơm máu được. Ui, 13 trái ống thở luôn. Nó là 13 cái, không phải 13 trái. Sorry mọi người, kẹo hơi nhiều xíu. lâu hơi ngáo anh em ạ. Nhưng hôm nay thứ bảy là kẹo cũng hơi ngáo xíu các bạn ạ. Ép này. Ui, làm sao đấy ạ? Yeah. Bình tĩnh đi. Nào. Nào sao đây bạn ơi? Thế nên đứng sau cây luôn cả. Sợ quá. Ây à, sợ quá cơ. Rồi làm sao? Ê này, headshot vỡ đầu. Wow, tuyệt vời luôn anh em ơi. 12 kill rồi. Giựt con mẹ nhà mà dỡ luôn. Wow. Phê vai anh em ạ. Hôm nay mình để cái bóng keo lên trên cái là dựng bóng keo nhanh hơn hẳn luôn. Đó. Ê. Tuần này thì bo đã thu lại khá nhỏ và chỉ còn lại 8 thanh niên. Này làm sao? Ui, chạy đi em ơi. Nó vẫn chạy được anh em ơi. Mắn ngáo quá, thanh niên vẫn chạy được ạ. Ôi ôi. Bình tĩnh thôi anh em ạ. Này, nữa hả? Ui, vỡ đầu nhưng mà nó không hiện headshot anh em ạ. Bởi vì là mình bắn vô đầu rồi nhưng mà thanh niên lại không trúng headshot cơ. Wow, chán dã man luôn. Chứ không là điểm headshot phải gọi là tăng lên vô đối luôn. Yeah. Nào, hôm nay anh em thấy combo này như nào anh em ơi? AN94 nhá, MP40 nhá. Hai cây này có good game không ạ? Yeah. AN94 thì mình đã có cái skin nó cũng hơi bị chất lượng, thế nên là bắn cũng sướng mà. Yeah. Hello. Oh. Chỗ này có người. Thấy rồi nhá. Ui, hai đứa luôn ạ. Vãi, một đứa dưới một đứa trên luôn. Thế này thì hơi bị vãi cả trưởng đấy. Này. Ui, dựng bóng keo ghê thế bạn ơi. Được nhờ. Bạn là bạn dựng bóng keo hơi bị ghê nha. Tớ hơi sợ rồi nhá. Được bạn ơi. Ui. Nào. Ui. Tính vuốt tâm nhưng mà cứ vuốt lên trời đi anh em. Ngáo quá rồi. Đây đúng không? Ui, cái đó. Tính bắn vô đầu cơ. Ê này. Ê, wow. Được không thanh niên. Ui ôi, làm gì chứ bạn ơi, lại đứng trong cửa sổ như vậy. Thế đi xanh mộ sớm à. hỏng hết bánh kẹo anh em ạ. Ui ôi, đứng ngó trông cái cửa sổ như thế. Trời ơi là trời ạ. À. Yeah. Ui, 14 kill rồi cơ. Wow, còn có 4 nữa này. Yeah, được. Nào. Có vẻ khá là ổn đấy. 14 kill luôn, giựt con mẹ nhà bà giờ. Ôi, một đứa nó bị hạ vì bo rồi. Thế là mình không thể ăn được cái mạng của thanh niên đó rồi. Hơi chán xíu nhưng mà không sao. Yeah. Baby. Yeah, baby. Hồi anh em thì cũng nghe tôi hát linh tinh nhá. Đây là tôi đang phiêu theo điệu nhạc anh em ạ. Yeah. Nào. Xuống dưới nhá mọi người nhá. Yeah. Nghe mấy cái nhạc Thái Lan TikTok remix nghe như kiểu nhạc đám cưới ngày xưa ấy. Anh em thấy giống nhạc đám cưới không ạ? Ui, cái đủ má. Nào đừng. Làm sao hả? Này, ui, sợ vãi. Ê, này, sợ vãi cái bíp. Ê, nào, ui còn xíu máu thôi. Vãi nhờ. Ui. Váng hết cơ đầu. Chóng ăn quá. Cái đủ má nó dựng bông keo ghê vãi. Được anh em ơi. Nhanh chóng. Ui, phía sau còn người đấy ạ. À?
cái bíp cả game, hình như là nó qua đây đúng không? Này làm sao? Ui chạy đâu mà chạy ghê vậy bạn ơi, sợ quá. À đâu, thêm một thanh niên khác thì phải, vãi cả game. Ăn lựu đi em ơi, thôi ném lựu nhanh thôi anh em ơi, không có căn giờ nữa. Căn giờ thì vãi trưởng quá, căn giờ có khi là kẹo nó tranh môn trước này. Ê, được rồi, headshot. Wow, welcome. 16 kill rồi. Ôi, nếu mà bây giờ hạ gục thằng cuối nữa là phá vỡ kỷ lục của mình luôn anh em ơi. Yeah, 16 kill rồi nhá, thanh niên cuối kiếm 17 kill nào. Wow, ê. Đâu giờ ta, có trốn nổi không bạn ơi, sĩ đây. Sĩ đang rất xanh và ngon, nhưng mà tôi không ngon đâu. Ý tôi nói là đang bắn rất hay anh em ạ, chứ còn sĩ kẹo không ngon đâu nhá. Không, mấy anh em lại bảo là em ăn anh sĩ kẹo. Ui, sợ quá, đừng có làm như thế. Yeah, được rồi anh em ơi, chuẩn bị nào, theo chân kẹo nhá, let's go. Wow, thanh niên cuối đâu? Ê bạn ơi, bạn đang đâu rồi? Ui vai, cái má nó ngay đây. Ui đừng, này. Ui, cái sợ quá. Ê, yeah, baby. Booyah anh em ơi, tuyệt vời ông mặt trời luôn. Yeah. Và ngày hôm nay thì có lẽ là kẹo sẽ kết thúc video này tại đây. Và bye bye, hẹn gặp lại anh em sau nha. Tạm biệt tất cả những người anh em yêu quý của Sĩ Kẹo.